Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Bình, cán bộ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Phú Thọ. Đến với cuộc thi giới thiệu sách, tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù là tập thơ nổi tiếng của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 1942, người sang Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ của anh em bạn bè quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Sau 15 ngày đi bộ, khi vừa tới thị trấn Túc Vinh, tỉnh Quảng Tây thì bị chính quyền tỉnh Giới Thạch bắt giam vì tình nghi là gián điệp. 14 tháng trong tù, người đã sáng tác tập thơ Ngục Trung Nhật Ký gồm 133 bài thơ bằng chữ Hán ghi lại chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng rất đỗi lạc quan của Hồ Chí Minh. Ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng vì trong ngục biết làm chi đây. Ngày dài ngâm đợi cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. Nhật Ký trong tù là một tập thơ ra đời từ tài năng nghệ thuật của người viết và lấy chữ tình làm phương thức phản ánh đời sống. Những gì người viết mô tả trong tác phẩm mang ý nghĩa tự thân, nó có giá trị như một cách thể hiện tâm trạng của con người. Vừa là nhật ký, lại vừa là một tập thơ nên Nhật Ký trong tù đã tái hiện chân thực bức chân dung tự họa con người tự thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập thơ có giá trị lịch sử to lớn bởi đã tái hiện chân thực một quãng đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi được hỏi về Nhật Ký trong tù, một tập thơ viết suốt 14 trang tê tái gông cùm, người đã chân thành trả lời là: nghêu ngao vắn tắt ghi lại sinh hoạt của người tù cho khuây khỏa thế thôi, phải thơ phú gì đâu. Trả lời ký giả Bungari Blaga Dimitrova về tập thơ này, quan nụ cười dí dỏm, bác nói rằng: bác không phải nhà thơ, trong tù không có việc gì làm, nhưng người cũng tập ghép thêm vần. Vậy thì có một nghịch lý, người có thật là một nhà thơ lớn không? Tại sao người lại thường phủ định thơ của mình? Hoàn cảnh nào người cũng có thơ và đề tài nào cũng làm thơ được. Đành rằng làm thơ là có việc lựa chữ chọn câu, nhưng hơn cả vấn đề chữ nghĩa, trước hết là tấm lòng. Thơ là cuộc đời, thơ là năng lực cảm thụ, là vốn văn hóa, là cảm hứng. Bác có tất cả những nhân tố ấy cho nên hễ làm thơ là có thơ hay. Chính trong quá trình lăn lộn trong cuộc đấu tranh cách mạng, tự rèn luyện mình trở thành một chiến sĩ cách mạng kiên cường, bác cũng đã ngoài ý muốn của mình tạo điều kiện cho mình trở thành một nhà thơ. Nhật ký trong tù được đánh giá là một viên ngọc mà Hồ Chí Minh và vô tình đánh rơi vào kho tàng văn học Việt Nam. Có thể thấy Nhật ký trong tù như một bức chân dung tự họa con người, tinh thần của Hồ Chí Minh. Đọc Nhật ký trong tù, cho ta thấy được chất thép kiên cường của một người cộng sản bị cầm tù. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh cho rằng, đọc thơ bác, bài nào cũng có chất thép, nhưng không phải cứ nói giọng thép lên giọng thép là có chất thép. Nhiều khi chất thép thể hiện trong chất thơ, bản lĩnh chiến sĩ, lồng trong hình tượng thi sĩ. Đọc Nhật ký trong tù ta cũng có cảm nhận ấy. Nếu không biết hoàn cảnh ra đời của tập thơ, ta dễ lầm tưởng bức tranh thiên nhiên cuộc sống kia là thơ của Lý Bạch hay Nguyễn Khuyến. Song khi biết nó ra đời trong hoàn cảnh đi đày, khổ ải, chân xiềng, tay xích, ta mới thấy Nhật ký trong tù tỏa ra một ánh sáng mới. Đó là phong thái ung dung của người chiến sĩ vĩ đại, là chất thép trong con người Hồ Chí Minh. Nghĩ việc trên đời thật kỳ lạ, cùm chân sau trước cũng tranh nhau, được cùm chân trước mới yên bề ngủ, không được cùm chân biết ngủ đâu. Một tinh thần lạc quan, một cái nhìn dí dỏm, bị cùm chân là đau đớn, là giam cầm. Hoàn cảnh tù này có thể khiến con người ta bi quan, nhưng với người chiến sĩ, với Hồ Chí Minh, mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng. Chim mỏi về rừng tìm chỗ ngủ, trò mây nhẹ nhẹ giữa tầng không, cô hen xóm núi say ngô tối, say hết lò than đã rực hồng. Cánh chim của sự mệt mỏi lúc chiều tà, cánh chim bị đè nặng bởi một ngày làm việc mệt mỏi. Cánh chim trong thơ của người có hướng đến, có điểm dừng, đó là cánh chim của sự sống hàng ngày. Bài thơ được khép lại bằng hình ảnh lò than rực hồng, ngọn lửa ấy đã làm cho đêm tối không âm u lạnh lẽo mà sáng bừng, ngọn lửa ấy xua tan mọi mệt mỏi nhọc nhằn. Ta thấy một tâm hồn luôn hướng về sự sống, ánh sáng, tương lai. Người chiến sĩ cộng sản nhận ra bài thơ không chỉ với phong thái ung dung, nghị lực kiên cường mà còn rất lạc quan, tin tưởng về tương lai. Đọc Nhật ký trong tù, chúng ta gặp được tâm hồn vĩ đại của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy trái tim người tỏa sáng chói ngời trong hoàn cảnh tối tăm. Đọc tập thơ, chúng ta không hề gợn chút bi quan, sầu não, u buồn nào, chỉ thấy sự sống tràn trề, niềm tin mãnh liệt, lòng tha thiết với tự do. Tiếng thơ của con người vĩ đại trong hoàn cảnh tù đày đã thể hiện viên mãn nhân cách cao cả, lòng nhân ái bao la, bản lĩnh phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ thêm về những bài thơ và bài học quý giá mà bác đã gửi gắm qua những bài thơ, các bạn hãy tìm đọc tập thơ Nhật ký trong tù, vần thơ của bác, vần thơ thép mà vẫn mênh mang, bát ngát trời. Xin chào tất cả các bạn.